Sì lên là su cái tình danh tí sì lên là phô cái sam bá đa sì lên là nhập bộ tình danh tí ta sma sì là vị số tha ye nhờ giữ bàn cũng nhờ giữ giữ giới thiện tín phải đáng thọ trì giới luật chứ được trong sạch đừng có lâm nhơ. Xa thu lành thai chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ mọi giáo rồi tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng vượt dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đà Từ Bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh để bái tam bảo sám hối và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thủy độ giáo pháp Đức Phật Gotama trọn lượng 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhật Quỳnh trước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá cũng cho quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangkha giá. Dạ con thành kính ảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh mến chào Minh Tấn Vi Nhân Tâm Pháp, kính chào Diệp Nguyễn, mến chào Sích Hoa Nguyệt, mến chào Sích Vô Thường, mến chào Châu Khoan, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Hiển Mạnh vừa vào đạo tràng. Dạ bây giờ thì đạo tràng chúng con cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 103. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư chưa nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu. Dạ sa thủ lành thai con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con cung kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Con xin được phép ngâm câu kệ số 103. Yo saha sang saha sena sangame manuse chine. Ê canh cha chay yang atanang sawe sangha mai chuta mo yo sahat sang sahat sena sangha me manu se chi ne ê canh cha chay ê canh cha chay yang atanang sawe sangha mai chuta mo sahat sang yo sat sang sahasena sangame manu se chine ekang cha chay yang atanang sawe sangga machuta mo. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính lành lễ chư tăng và sư xin nhận bích là chư tôn mạnh. Sa thu lành thai cùng tri ân sư Tự Nhẫn, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 103. Yo saha sang saha se na
sangha me manu se chi ne e can cha chay yamata nang sa we sangha machuta mo yo sahat sang sahat se na sangha me manu se chi ne e can cha chay yamata nang sa we sangha ma chú ta mô yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mát ta năng sa we sang ga ma chú ta mô yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mát ta năng sa quê sang ga ma chú ta mô. Giàu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yô sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mát ta năng sa quê sang ga ma chú ta mô. Yô sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mát ta năng sa quê sang ga ma chú ta mô. Dễ dàng tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma dương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời bằng tay quý vị Rạng Đông xin xuống mất nha. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng cộng minh hạnh đại đức Tiện Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị đã biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 103. Yo sa ha lang sa ha se na sang ga me na mu se chi ne ê căng cha dây và mắt ta nắng xa quê sang la mà chút ta mô dù xa ha sang xa ha xê na sang ga mê ma nụ xê chi nê ê căng cha dây và mắt ta nắng xa quê sang ga mà chút ta mô dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là mẫu thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay và mắt ta nắng sa ve sang ga ma chút ta mô. Vẻ vang tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma dương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con vô thượng còn cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp và ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ kính chào quý sister cùng quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Con xin kể bài 103. Yo sa hạ sằng sa hạ sề na sằng gạ mề ma nu chế ma nu sề gì này e cành chạy chạy gạ ma tà năng sa quê sằng gạ ma chút tha nộ Yo sa hạ sằng sa hạ sề na sằng gạ mề ma nu sề gì này à cành chắc chạy dạ mát tà năng xà quê sằng gạ mát chút tha nộ dù xà hát sằng xà hát xề nát sằng gà mề mát nụ chê gì nè ê cành chắc chê dạ mát tà năng xà quệ sằng gà ma chút tha nộ dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng hòa thượng Thích Minh Châu 103 vẻ vang tự thắng tốt vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y diệu xa hát sang xa hằng giới na sang ga mê ma Nu xê gì nè Ê cảnh cha chê mà mắt ta năng xa quê sang ga mà chút tha nô môn Dù xa hát sang xa hát xế na sang ga mê man ma nu xế gì này Ê cảnh cha chê mà mắt ta năng xa quê sang ga mà chút ta mô Dù hát Yo sa hát sang sa hát xế na sang ga mê ma nu xế gì này Ê cẳng ta chê mà mắt ta năng sa quê sang ga mà chút ta mô Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng hòa thượng Thích Minh Châu vẻ vang tự thắng chính mình có hơn ngàn vạn chiến binh xa trường chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y hòa thượng giới đức dạ con thành kính tri ân đạo tràng dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư đại đức Thanh Tâm và cô tu nữ Đa Má Trái Rí và còn kính chào đạo tràng con xin dừng mic để cho đạo hữu kế tiếp Dạ sa thủ kính cảm ơn sức vô thường Nam Mô Bích Tha giá dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm và vào đạo tràng dạ đạo tràng có nghe được âm thanh nhập bình không dạ cảm ơn thích trạng đông mến chào sư khá anh Đức Khá về vào đạo tràng kính lễ cô tu nữ
Tham ma chari giờ vào đạo tràng. Dạ con thấy chưa có chiếc máy. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thỉnh sư lên ông bài pháp kinh 103 bạch sư. Dạ con cung thỉnh thượng tọa thanh tâm ạ. Thì con dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, mô Phật, cảm ơn cô. Trước hết, con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Sư xin đọc kinh Pháp Cú 103. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ni e can cha dây cha mắt ta năng sa về sang gà mã chút ta mô vô sa ha sang vô sa ha sang sa ha se na vô sa ha sang sa ha se ne sa ha vô sa ha sang sa ha se na sang gà mê ma nu se chi ne e can cha dây chát mát tà năng sa huê sằng gà mát chút ta mô vô hát sằng sa hát xê ná sằng gà mê ma nu xê chi nê e cành chát dây chát mát tà năng sa huê sằng gà mát chút ta mô dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng vô sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne e canh chát dây chát mắt ta năng sa về sang ga ma chút ta mô. Dạ sư đã đọc xong rồi, kính mời vị kế tiếp nha. Không biết quý vị có nghe được không? Nếu không thì sư đọc lại ạ. Con biết tín hiệu, con kính tri ân sư thành tâm. Nam mô Bụt Tha Giá Lam Mô Tham Ma Giá Lam Mô Sằng Kha Giá. Con kính hành lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính hành lễ thượng tọa minh hạnh, đại đức tuệ nhẫn, sư thanh tâm cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 103. Dô sa ha sang sa ha se na sang ga me ma lu se chi ne e can cha chay ra mát ta lang sa we sang ga ma chu ta lo mo. Dô sa ha sang sa ha se na sang ga me ma lu sê chi lê e căn cha chay ra mắt ta năng sa quê sang gà ma chú ta mô rồi sa ha sang sa ha sê na sang gà mê ma lú sê chi lê e căn cha chay ra mắt ta năng sa quê sang gà ma chú ta mô dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn Phật chiến thắng tối thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong rồi, con kính mời cô Nhật mình đến mic ạ. Nam mô Bụt Tha ra. Dạ sa thủ sa thủ, kính cảm ơn sư khá anh đức ca. Dạ cảm ơn sư trạng đông cha Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha. Dạ một lần nữa con hành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài pháp cú kinh số 103.
Cảm ơn Thích Rằng Đông. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay cha ma ta nang sa we sang ga ma chut ta no yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay cha ma ta nang sa we sang ga mà chút ta nô dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dầu sa ha sang sa ha se na sang ga me sang ga me ma nụ se chi nê ê cảnh cha chay và ma ta năng xã quê sanh ga mà chúa ta nâu nãy Nhật Quỳnh thấy có Dung Nguyễn nhờ vô mất tiêu à. Dạ dậu sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nụ se chi nê ê canh cha chay và ma ta năng xã quê sanh ga mà chúa ta nôn dễ dàng tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Dạ con xin đọc lại câu của ngài hòa thượng Minh Châu ạ. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng thối thượng. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con hành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin sám hối, nãy giờ con cũng không có trước máy nên con cũng không biết vị nào đã lên kệ kinh. Dạ con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn thượng tọa Thanh Tâm đã hoan hỷ kệ kinh với chúng con. Dạ cảm ơn sư khá Anh Đúc Khá, Xích Vô Thường, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp của kinh 104. Dạ con xin thay mặt đạo tràng Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng giải từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 104. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vương lọc gia ngài dời chân sang, thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh giữ pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh 104. Có nghe được âm thanh con chưa? Cho con xin một tín hiệu ạ.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ sư có nghe được nhà con tri ân sư. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con thì gõ chữ hơi chậm nên sư có đọc từ vựng, sư đọc từ từ để con kịp gõ bạch sư. Tại hôm nay không có cô ấy Minh, nhà con chỉ là phụ họa thôi nên sư hoan hỷ cho con. Dạ bây giờ thì con cùng thỉnh sư ạ, con dâng bích đến sư. Dạ Nam mô Bụt Tha. Dạ trước khi vào bài pháp, con xin cùng với quý vị nghiêm tịnh thân khẩu ý để tán dương ơn đức Tam Bảo. Arahaṃ samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato savakassangho sanghaṃ namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương đinh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh với chánh pháp của Đức Thế Tôn, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi ngay trong diệu pháp này. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh đến Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và đầy đủ ba la mật, được nhiễu ngộ niết bàn trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Do tán dương đức Tam Bảo, phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư tăng, nhất là chư thiên, tất cả chư tăng chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà Súc Sanh Ngạo Nghĩ Phi Nhân Atula, và kính chia phước báo này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thâm cao này để được sự an lạc tấn hóa và phát triển được tuệ giác, ngõ hầu thấy được lý tứ thánh đế trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay lại đến ngày chúng con thuyết giảng câu kệ số 104 này. Và câu kệ này thì nó rất là sâu sắc, nhưng mà không biết con trình bày được tới đâu thì xin quý ngài và quý vị tùy hỷ tới đó. Dạ. Trước khi vào cái bài pháp thì chúng ta hãy trích nghĩa từ vựng. Và cái câu kệ số 104, câu pháp cú này cũng có bốn cái đoạn kệ. Con xin đọc. Atta Hawe Chitang Seyo Yachayang Itara Pacha Atta Dantasa Bồ Sát Sát Nít Trăng Sanh Nha Tá Cha Rí Nô. Và được dịch nghĩa là văn xuôi là đúng vậy, đối với con người đã chế ngự được bản thân, có hành vi luôn được thu thúc thường xuyên, thì chiến thắng bản thân là tốt hơn chiến thắng những người khác. Và con xin được trích nghĩa từ vựng. Chúng ta biết là cái câu đầu tiên là Atta Hawe Chitang Seyo. Cái từ Atta đó, nó là một cái danh từ lam tánh, nó chia theo chủ cách số đếm. Và ở đây thì nó có cái nghĩa là bản thân, hay là chính mình, hay là chính mình bản thân, hay là chính mình bản thân, hay là chính mình. Và cái từ Hawe thì chúng ta biết rồi, cái từ Hawe là đúng vậy, Hawe là đúng vậy, thật vậy, hay là đúng vậy. Và cái từ chí tăng thì chúng ta biết là nó thuộc về cái động từ chí tá, cái căn của nó là căn chí cộng với tá. Ở đây nó là danh động từ
nó thuộc về trung tánh và chia theo chủ cách. Cái nghĩa của nó là sự chiến thắng, sự thuần phục, sự khuất phục, khuất phục. Và cái từ gia giá, tức là cái đại từ quan hệ, nó thuộc về nữ tánh chủ cách số nhiều, nó chỉ cho người nào, nó chỉ cho cái người nào. Nó chỉ cho người nào, ai hay người nào. Và cái từ cha dân, cha dân, là cái từ chá cộng với á dân. Thì chúng ta biết là đây nó thuộc về hai cái từ ghép, cái liên từ chá cộng với á dân. Là chá có nghĩa là và, á dân là điều này, và điều này. Và itara, itara, cái từ itara thì chúng ta biết là nó thuộc về tính từ nữ tánh. Ở cái câu kệ này nó là chủ cách mà chia theo số nhiều, là những cách khác, hay là những người kia, những người nọ, những cái kia, những cái khác. Và cái từ pacha, pacha thì chúng ta biết là nó là danh từ nữ tánh. Ở cái câu kệ này thì nó chia theo chủ cách số nhiều, là những người, những người. Tiếp theo là cái từ atta, atta đanh đắc sát, thì nó về ở đây nó đều cái nhóm từ hay hợp từ, hay nó là liên từ gì đó. Hợp từ hay nhóm từ hay liên từ thì chúng ta biết là nó từ hai từ cho tới nhiều từ nó ghép lại ha. Cái từ atta thì chúng ta biết rồi, cộng với đanh tá, thì ở đây nó nhóm từ mà nó chia theo lam, chia theo, nó thuộc về lam tánh mà nó chia theo sở thuộc cách, là của con người hay là của, hay là của cái người đã chế ngự được bản thân. Từ át tá, át tá là chỉ cho bản thân ha. Chúng ta biết là từ át tá thì nó là bản thân, danh từ hay là chính mình á. Còn cái từ đanh tá ở đây nó tách hai cái từ này ra, thì nó cái từ đanh tá thì nó là cái căn đâm cộng với tá. Đây là cái chỗ này là tách đanh tá tí, đanh tá tí. Nhưng mà ở đây nó chia theo cái từ đanh tá tí này, nó chia theo cái quá khứ phân từ, thì nó có nghĩa là đã được chế ngự, hay là đã được rèn luyện, hay là đã được thu phục, thuần phục. Và tiếp theo cái câu tiếp theo đó là Bosatsa, Bosatsa, Bosatsa tức là cái danh từ Bosatsa đó. Ở đây nó chia theo sở thuộc cách, nên là nó đọc là Bosatsa, là nó thuộc về danh từ nam tánh. Câu kệ này thì nó, cái từ này nó được chia theo sở thuộc cách. Sở thuộc cách thì chúng ta biết là nó là cách thứ sáu, cách thứ sáu, và chỉ cho của người đàn ông hay là của người nam nhân. Buddhista, tiếp theo là từ Buddhista thì chúng ta biết rồi, Buddhista là danh từ nam tánh, người đàn ông, nam nhân. Nít chăng, nít chăng thì chúng ta biết, nít chá đó là thường, nó thuộc về trạng từ. Alicca thì là vô thường ha, còn nít chăng là thường. Alicca vata sankhara đó thì ở đây nó là nít chăng thì nó là thường, nó thuộc về trạng từ nít.
là thường xuyên hay là liên tục? Thường xuyên hay là liên tục? Còn cái từ sanh nhát, từ cuối cùng là sanh nhát, tacharino, thì chúng ta biết là ở đây nó thuộc về cái hợp từ hay liên từ, nhóm từ, nó gồm có ba từ nè, là từ sanh cộng với dâm cộng với chari. Và ở đây thì nó cái danh từ này nó chia theo à, cái nhóm từ này nó chia theo nam tánh và à nó thuộc về nam tánh, xin lỗi, và nó chia theo sở thuộc cách là cái cách thứ sáu của Bali ha, là có cái nghĩa là của người nào có cái hành vi mà đã được thu thúc sanh nhát tá, sanh nhát tá. Giờ cái từ này được tách ra là sanh nhát tá thì chúng ta biết là nó vào quá khứ phân từ là sanh tá tí đó ha, chia theo quá khứ phân từ thì nó bị biến thể đi thành sanh nhát tá, là đã được thu thúc, đã được kiểm soát. Và tiếp đầu ngữ của nó là sanh, cái nghĩa của nó là tự mình. Còn cái căn dâm của nó đó thì nó là thu thúc, kiểm soát, từ chari, cái căn của nó là căn cha, nó thuộc về danh tính từ nam tánh, có nghĩa của nó là hành vi, hành vi. Cái căn cha này nó còn có cái nghĩa là đi bộ hay là sống hay là thực hành. Và cái tiếp vĩ ngữ của nó, tiếp vĩ ngữ y của nó là chỉ cho cái sự sở hữu. Thì đó là cái từ vựng trong cái bài này mà con xin trình bày đến chư Đại Đức Tăng và xin trình bày đến tất cả quý vị. Và ở đây cái bài kệ này thì chúng ta biết rằng nó có hai cái bài kệ này Đức Phật thuyết cùng một lượt. Thì chút nữa chúng con xin đọc cả hai bài kệ này trong khi thời pháp. Bài kệ số 104 này Đức Phật dạy là tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác, người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Bài kinh này rất là hay con. Bây giờ thì con xin trình bày cái duyên sự của cái bài kệ này và chúng ta đi vào hiểu cái bài pháp này. Và bài kệ này kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi mà ngài ngự tại cái ngôi chùa Cetavana Vihara, kỳ viên tự của vị trưởng giả cấp cô độc. Và lúc bấy giờ đó thì có một cái bà La Môn đến và hỏi về cái pháp vô ích Anattha Puccha Karamana. Và tương truyền rằng thì khi mà thấy cái bà La Môn này có cái ý nghĩ như vậy thì Đức Thế Tôn người đó hỏi Đức Thế Tôn, Đức Chánh Biến Chi biết pháp hữu ích hay là cái ngài chỉ có biết cái pháp, ngài biết cả pháp vô ích? Cái điều này thì ta lên thử đến ngài và ta hỏi xem. Thì khi đó cái vị này đến Đức Thế Tôn và hỏi bạch ngài, người ta nói rằng ngài là biết tất cả pháp hữu vi. Xin lỗi, ngồi hỏi ngài là ngài chỉ biết cái pháp hữu ích thôi chứ ngài không có biết cái pháp vô ích phải không? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời, này bà La Môn, ta biết cả pháp vô ích và pháp hữu ích. Nếu vậy thì xin ngài thuyết pháp vô ích cho tôi nghe thử coi. Thì Đức Thế Tôn liền thuyết rằng Usura Sayyam Anasam Chandikam Dikhat Sothiyam Ekassa Thanat Gamanam Paradaru Paseyapnam Etangram Hak Manase Wasu
Anathante Pavisatiti. Ngủ lướng sau khi mặt trời đã mọc, rã rưởi, biến nhác, hung bạo mà hưởng phước lâu dài, hành trì theo một tà đạo, bám theo sắc đẹp của vợ người khác, này Bà La Môn, nương theo các pháp ấy thì thầy sẽ không đạt được bất cứ một lợi ích gì. Thì Bà Khe khi mà nghe hết cái bài kệ thì vị Bà La Môn này hết sức hoan hỷ và tán dương Đức Phật. Lành thay, ngài thật là bậc thầy vĩ đại, là bậc đàn anh. Ở đây thì ngài Pháp Minh ngài dịch nha, là bậc đàn anh của một phái. Ngài biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Và lúc đó Đức Thế Tôn nói, này Bà La Môn, không có người nào biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích như ta được đâu. Và khi ấy Đức Thế Tôn quán cái khuynh hướng của cái Bà La Môn rồi mới hỏi, này Bà La Môn, thầy sống bằng nghề gì? Dạ, con sống bằng nghề cờ bạc, thưa ngài Cồ Đàm. Thầy đánh bạc ăn hay thua? Thì vị đó mới trả lời là ăn cũng có mà thua cũng có. Nghe vậy Đức Thế Tôn bảo, này Bà La Môn, người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bát không mấy gì có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người ấy đã tự thắng, không còn ai có thể thắng người ấy được nữa. Rồi Đức Thế Tôn mới thuyết hai cái bài kệ ha. Con đọc tiếng Việt ha. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Đó là bản dịch của ngài Pháp Minh qua câu chuyện và câu kệ đọc của ngài Thích Minh Châu dịch. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái đề tài pháp này. Trước khi đi vào cái bài pháp, cái câu kệ này, con xin nói một chút thôi ha. Hàng ngày khi thức dậy, chỉ có cái nghe lại thức dậy và âm thanh lại thức dậy. Sau khoảnh khắc của âm thanh và cái nghe, lại có suy nghĩ thức dậy. Suy nghĩ đó là hai luồng suy nghĩ. Một là chánh tư duy, hai là tà tư duy. Và rồi chúng lại chìm vào trong hữu phần. Rồi chúng lại thức dậy, rồi cái thấy lại thức dậy, rồi những đối tượng thị giác lại thức dậy. Sau những khoảnh khắc này, nó suy nghĩ thức dậy và rồi diệt đi, rồi lại chìm vào trong hữu phần. Rồi thì lại cái ngửi thức dậy và mùi vị thức dậy, rồi lại suy nghĩ thức dậy và rồi diệt đi, chúng lại chìm vào trong hữu phần. Và rồi cái thiệt thức lại thức dậy và cái vị lại thức dậy, rồi suy nghĩ lại thức dậy và rồi diệt đi, rồi lại chìm vào trong hữu phần. Rồi cái xúc chạm lại thức dậy và cái cứng mềm nóng lạnh lại thức dậy và suy nghĩ lại thức dậy và rồi diệt đi, rồi lại chìm vào trong hữu phần. Và rồi những suy nghĩ về thọ, về tưởng, về hành về những bóng ảnh lại thức dậy và rồi chìm vào trong hữu
và chìm vào trong vũ phần. Và thế giới này bất tận, chỉ là như vậy thôi. Không có ai tìm thấy một con người nào cả. Nếu như ngày nào chúng ta coi cái này, chúng ta quên mất cái này, thì chúng ta đã quên mất bậc toàn chi diệu giác, đã quên mất đấng cha lành của mình, đã quên mất chánh pháp của cha mình, đã quên mất các vị thánh tăng từ ngàn đời. Để lại cái giáo pháp vi diệu này. Và thường người ta nói đến 40 đề mục thiền định, hàng ngàn cái phương pháp để tu thiền. Nhưng mà có ai để ý rằng trong luân hồi Ngài đã tu tập tất cả các pháp, mà giàu cho đến lúc mà Ngài còn kiếp Bồ Tát kiếp chót cuối cùng, Ngài đã đắc tới phi phi tưởng xứ, mà Ngài thấy nó không có lợi ích gì cả. Và lúc đó Ngài chợt nhớ lại cái tuổi ấu thơ 7 tuổi của Ngài, một trạng thái do đầy đủ những ba la mật mà nó hiện cái tướng, mà cái tâm ly dục hoàn toàn. Và từ đó Ngài biết cái này mới là cái thánh chánh định, để đi vào thanh lọc tâm trí của chúng ta, đi thanh lọc phiền não. Và Ngài đã nói lên các pháp do duyên khởi, nhưng mà người ta lại xây dựng các phương pháp để áp đặt các pháp do duyên khởi. Do đó mà thật khó để mà thắng được cái ý niệm về ngã. Chúng đã len ở khắp mọi nơi. Thật là khó thắng được ý niệm về ngã. Và bất cứ một phương pháp nào ra đời là chúng ta cứ thế là chạy theo, mà không bao giờ chịu lắng nghe và chịu nhìn sâu vào trong kinh điển coi Đức Phật dạy cái gì qua bài kệ này. Và chúng ta biết được, dầu là chúng ta thắng bất cứ ai ở trên đời, thì cái người mà thua chúng ta đó, họ than khóc và họ oán thù và họ trở lên, họ trở lên dỗi hờn, họ trở lên gì, họ trở lên nhút nhát và họ trở lên tự ti mặc cảm. Và cái mà chúng ta được là sự ngã mạn và nghiệp lực cộng với cái tôi chấp ngã này. Chính vì vậy cái bài kệ này Đức Phật dạy: dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng. Câu kệ này nói thì rất là dễ phải không? Nhưng mà thắng được mình là rất khó. Thắng được mình ở đây là gì? Thắng được mình ở đây tức là vô sự. À, vô sự. Vô sự. Ở đây cái chiến trường mà chúng ta tự thắng này, nó không phải bằng đao kiếm, không phải bằng sự mà tranh luận, cái cỏ. Mà chiến thắng ở đây là phải bằng tuệ giác, bằng chánh niệm tỉnh giác, để thấy được rằng các pháp hữu vi là vô thường. Không có
thấy được các pháp vô vi thật sự là khổ, thấy được các pháp vô vi thật sự là vô ngã, lời chính tự thân tâm này. Khi mà chúng ta thấy thế giới chỉ là cứng, chỉ là mềm, chỉ là nóng, chỉ là lạnh, chỉ là vô tri vô giác, chỉ là từng khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm, của cứng mềm, của các cảm thọ rất đổi vô thường, và không có lấy cái gì là tôi hay của tôi hay ai đó. Thì với cái sự chiến thắng đó mới là cái chiến thắng tối thượng. Và thường thì cái tư tưởng, cái bóng ảnh về cái tôi và cái thân tướng của chúng ta nó luôn luôn nó ẩn hiện trong cái dòng suy nghĩ của chúng ta. Và mỗi khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, thường là chúng ta quên mất nó là pháp bảo, nó không phải là ai đó. Và khi chúng ta chưa thấy, chúng ta vừa thấy thôi, thì cái khái niệm ai đó đã tràn ngập vào trong tâm trí rồi. Và đã rất từ lâu và từ nhiều kiếp sống, do vô minh, do tham ái, do tà kiến. Do các căn, các phòng hộ, bằng chánh niệm tỉnh giác, bằng cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, bằng cái con đường thánh đạo tám ngành. Và chúng ta trôi năng trong sanh tử, trong các dục lạc, ngũ trần, bị đắm nhiễm. Mà cái mà chúng ta đắm nhiễm vô minh đó thực ra lại là những cái âm thanh không có mang cái ý nghĩa gì cả. Một cái âm thanh của một cái tứ đại nào đó phát sanh lên do duyên, hay là một cái âm thanh sắc pháp từ một cái ngũ uẩn nào đó phát ra với cái sự nóng giận, với cái sự bực bội, với cái sự thích thú của họ, hay là cái âm thanh ngọt ngào. Chúng ta đã không thực sự nhận diện ra chúng chỉ là một thực tại hữu vi. Chúng không có cái gì là tôi hay của tôi cả. Cái mà nó in dấu vào nơi nhãn căn, thực sự nó chỉ là một cái sắc mà nó lương vào một cái tứ đại nào đó, một cái màu ở một cái tứ đại nào đó. Tứ đại đó có thể được cho là một cụ già, một người đàn ông, một người đàn bà, hay một con chó, hay một con mèo. Nó đã bị khái niệm hóa từ đó. Do đó mà nó trở thành những cái bãi chiến trường. Nó trở thành những cái bãi chiến trường máu lửa cũng từ đây. Thực tại nó không mang ý nghĩa gì cả, nhưng mà
cái ý niệm về ngã, cái vô minh, nó cho những cái thứ này rất có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Một cái mùi của một cái tứ đại nào đó nó được in dấu lên mũi. Và nó không được chánh niệm tỉnh giác soi sáng nó. Nên nó đã trở thành những bãi chiến trường bom đạn, máu lửa, dầu là cha con hay vợ chồng. Nó cũng có thể là kẻ địch, kẻ thù của nhau. Chỉ là một cái vị nào đó của tứ đại, do duyên, nó được cái thức đó nhận biết trong một sát la, và nó biến mất. Nhưng mà nó đã trở thành chư thiên, trở thành thần thánh hóa, trở thành ai đó. Và thậm chí nó còn là những cái cuộc kết hôn lâu dài trong vòng sanh tử luân hồi vì ái và vô minh. Thật là đáng sợ. Chỉ là cái khoảnh khắc cứng, khoảnh khắc mềm, khoảnh khắc nóng, khoảnh khắc lạnh, rất đổi vô thường. Và nó chỉ thế thôi, và cái kinh nghiệm nó thế mà nó đã trở thành những cái núi xương vô cùng vô tận ở thế gian này. Nó chung cấp hết lớp này đến lớp khác. Lớp thì được nhét vào bụng, lớp thì được chôn cất đàng hoàng, lớp thì giải rác ở đầu này đầu kia. Nó trơ trụi có phải không? Chúng ta chỉ thích một cái gì đó là phước báu, là kiếp sau, mà chúng ta quên mất những cái lời thù diệu của Ngài để lại. Kiếp sau là gì? Ai ở trong kiếp sau? Thế kiếp này bỏ đi đâu? Và những kẻ thù thì luôn luôn xuất hiện và lúc nào chúng cũng chiến thắng chúng ta. Chúng ta làm, kể cả chúng ta làm phước báu, chúng ta giữ, chúng ta có ý niệm giữ giới làm phước báu, thì đa phần cũng vẫn làm cho kẻ thù. Chứ đừng có nói rằng làm ác. Làm ác thì nó làm cho kẻ thù là đúng rồi, nhưng mà làm thiện cũng làm cho kẻ thù luôn. Làm để tích trữ cho vòng sanh tử luân hồi, để được giàu sang, để được thân tướng tốt đẹp, để được giàu có, để được hơn thua. Có khi nào chúng ta làm phước mà chúng ta có một cái nội tâm trong sáng là làm để không được cái gì cả không? Điều đó là rất khó.
thực sự thì nó có hai sự diệt chứ không phải là một sự diệt đâu. Là pháp hữu vi nó có sanh và có diệt. Diệt đó nó cũng diệt tạm đó. Nó không có sanh lại đâu, nhưng mà nó còn hữu vi lên là nó còn sanh còn diệt. Nhưng mà cái thấy hôm qua hay là cái thấy vừa mới sanh khởi thì nó diệt tạm rồi, nó không bao giờ sanh trong vòng sanh tử luân hồi cái khoảnh khắc đó nữa. Còn một cái diệt nữa đó là pháp vô vi. Cái đó nó diệt mà nó không có duyên sanh. Còn cái pháp hữu vi nó có diệt nhưng mà nó có duyên sanh. Chỗ này phải hết sức lưu ý để mà tập sống với vô sanh. Tức là chúng ta làm một cái gì phải tỉnh giác để nó không có cái cơ hội sanh lại. Đó mới là người chiến thắng. Ví dụ chúng ta đi đến, chúng ta làm phước dường đến chư tăng hay ai đó, chúng ta không dính mắc ở bất cứ phương diện nào cả, thì nó sẽ báo hiệu cho các bạn đó là sự diệt. Và tâm của chúng ta đi đâu cũng chỉ muốn chiến thắng, muốn tỏ ra là mình rất là vĩ đại. Nhưng mà ở trong đó tham ái và tà kiến nó đã là ông chủ rồi. Suốt ngày chúng ta chỉ phục vụ cho ông chủ mà thôi. Từ cái nháy mắt, từ cái đưa tay, đó là một sự thật. Và pháp là duyên sanh. Nghe pháp để tỏ ngộ ở ngay đó. Pháp đó đã sanh khởi thì nó ở ngay đó rồi. Và tâm của chúng ta thường là có cái ý định muốn kiểm soát là thứ nhất, muốn xua đuổi là thứ hai, muốn cái gì đó ở trong quá khứ tốt đẹp đi về với hiện tại, muốn cái gì đó trong tương lai là tốt đẹp. Và luôn luôn có ý muốn ở đó. Đó là sự tiếp lối của luân hồi chứ có gì đâu. Thì làm sao mà dừng lại được cái bánh xe luân hồi? Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh của con cung thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. Dạ, cảm ơn Trạng Đông. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con kính nhân bích đến sư. Chúng ta còn tìm cầu cái gì nữa? Khi mà Đức Phật đã nói rõ, chúng ta thử suy xét xem.
có cái thân ngũ uẩn nào nó tốt đẹp ở trên đời này không? Nó thường hằng được không? Không. Và hằng ngày thì chỉ có vô lượng những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, cái cứng mềm nóng lạnh, cái những cái cảm thọ này, chúng vô thường biến hoại, không có sự ngừng nghỉ nào cả. Khoảnh khắc này không được làm tỏ lộ, không được làm sáng rõ lên, thì làm sao thoát khỏi vô minh đây? Làm sao thoát khỏi vô minh đây? Vô minh và tà kiến, những dòng suy nghĩ chúng luôn đánh lừa chúng ta. Chúng luôn luôn vẽ ra những cái gì thật là đẹp. Thật là đẹp. Nó vẽ ra Đức Phật thật đẹp, giáo pháp thật là đẹp, chư tăng thật là đẹp, luân hồi kiếp sau cũng thật là đẹp. Nó luôn luôn đẩy chúng ta xa lời, không cho chúng ta nhớ về pháp nào khoảnh khắc thực tại này. Và khi chúng ta hiểu pháp thì cái màu nó là như vậy, với một cái thực tại do duyên sanh như vậy. Nó chỉ là như vậy thôi, dầu mình có khen có chê nó cũng đã là như vậy. Và nó cũng là vô thường. Do vậy Đức Phật mới dạy thì tất cả pháp vô vi là vô thường. Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Sắc dầu là nội ngoại, quá khứ hiện tại vị lai, thô tế xa gần, chúng là vô chi, chúng là vô giác, và chúng lại vô thường nữa, thì chúng là ai đây? Chúng ta luôn luôn quên rằng chúng không là ai cả. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng mỗi khi thấy là chúng ta thấy ai đó. Từ đó tâm của ta suy diễn người này xấu, người kia tốt, người này đẹp. Chúng ta quên mất cái suy nghĩ này nó đánh lừa chúng ta. Thực tế thì chưa có cái khoảnh khắc nào ở thế gian này có con người cả. Con người nó chỉ có ở một khoảnh khắc của suy nghĩ thôi. Và suy nghĩ thì nó suy nghĩ về muôn ngàn thứ. Và bất cứ cái thứ nào thì nó cũng chỉ thuộc về tứ đại hay là một cái danh uẩn nào đó thôi. Và suy nghĩ thì nó không phải là cái thấy được, cái nghe, cái ngửi, cái nếm được. Suy nghĩ thì nó không phải cái ý được. Nó không phải là ý thức được. Suy nghĩ thì nó không phải là cảm thọ. Suy nghĩ thì nó không phải là xúc, là tưởng. Suy nghĩ nó là tầm. Chính vậy mà cái chi tầm này nó là trung tâm của thế giới. Do vậy chúng ta không biết gì về thực tại. Nên là giáo pháp của Đức Phật đã có rất nhiều người họ tham gia những cái tông phái
Và thậm chí là những người rất đỗi là lỗi tiếng. Và họ thuyết theo cái con đường của họ, và họ nghĩ rằng kinh điển Tam Tạng của Đức Thế Tôn không thuyết phục. Chúng tôi sẽ nói lên cho quý vị biết thế nào là thuyết phục trong giáo pháp của Đức Phật. Và những cái này nó ở trước mặt chúng ta, và nó sờ sờ ra đó lên Đức Phật, gọi là chánh niệm tỉnh giác ở trước mặt. Nhưng mà thật là khó, vì không có ai nói về nó cả. Thì làm sao mà thực tại nó được thấy như nó là. Và vô thường thì nó luôn luôn là vô thường, vì vô minh, vì cái tướng sanh diệt, và về cái tướng ở bên ngoài nó để là do cái khái niệm nó che lấp. Chứ bản chất của chân đế hữu vi thì nó luôn luôn vô thường, nó luôn luôn sanh diệt bởi các duyên của nó là như vậy. Và không có ai có thể áp đặt được cái pháp môn tu tập từng pháp một cho nó được hết á. Bởi vì nó đã có duyên đủ cái pháp đó thì nó sanh ở đó rồi. Bây giờ cái thấy nó đang hiện khởi, ai có thể dùng cái phương pháp nào làm cho cái thấy đừng sanh khởi được hay không? Hay là làm cho cái thấy đừng biến mất được hay không? Không có. Không có. Ai có thể làm cho cái cảm thọ này sanh lên được không? Hay là nó phải dựa vào một cái xúc nào đó trong một trong sáu căn môn này? Và chúng ta khi mà chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng ta bỏ quên cái pháp duyên sanh này, ai là người có thể giác ngộ được? Không có bao giờ mà giác ngộ được hết. Không có. Thế mà mở mắt ra là đối tượng thì giác nó có ở đó rồi. Thế mà có âm thanh thì cái nghe nó cũng ở đó rồi. Do vậy, chúng ta học nhiều pháp không có đúng và không có đủ bản lĩnh và không có sự căn bản và không có thật sự có đủ lòng kham nhẫn, đủ sự nhẫn lại, đủ can đảm rằng là khi nào tôi nghe được rõ pháp của Đức Phật, tôi không có chạy theo ai cả. Tôi sẽ đi vào trong Tam Tạng Kinh điển. Tôi sẽ đọc đi đọc lại, tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng những lời Ngài dạy. Và khi tôi đã hiểu như vậy, tôi biết được rằng pháp là nơi lương tựa thật sự. Không có cái gì để mà lương tựa được cả ngoài pháp bảo kìa. Không có ai giác ngộ mà lại không hiểu về thực tướng của cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi. Nếu không có những cái này thì không có tham, không có sân, không có si, không có sự chấp thủ, không có ngã mạn tật đố, ganh tị, sang tham, bỏ xẻng. Mà nếu cái người nào hiểu cái này, thời thấy nó vô nghĩa, có cái gì đâu mà tham thôi, ông nào cũng tham, tham hết đi. Người ta đã hiểu nhân quả tận tường và xả ly. Làm sao có sự chấp thủ ở đó nữa? Vì chúng ta còn cho cái thấy và cái được thấy là một cái gì đó, cái nghe và cái được nghe là một cái gì đó, cái ngửi và cái được ngửi là một cái gì đó.
thì làm sao mà thấy được nó là khổ, nó là vô thường, là vô ngã, là duyên sanh. Và chúng ta tạo tác thêm là tạo tác thêm cái gì? Mắc cười quá. Tạo tác thêm cũng là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lém, cái xúc, cái chạm, cái cứng mềm, nóng lạnh thôi, kinh nghiệm mấy cái đó thôi. Chấm và hết. Nên Đức Phật dạy chỉ có gì? Tứ thánh đế về ngũ uẩn và lậu hoặc của ngũ uẩn thôi. Không có gì thêm nữa cả. Do không hiểu được ngũ uẩn này nên chấp tôi ta lên là vô minh, duyên cho hành. Do vậy cái bài kinh này Đức Phật dạy từ thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Ở đây ai chiến thắng mình? Chính là sở hữu trí tuệ, chánh chi kiến. Mà chánh chi kiến ở đâu thì chánh niệm ở đó, chánh tinh tấn đã có ở đó rồi. Chánh định nó có ở đó rồi. Không phải chúng ta ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà nó có chánh định được đâu. Không có chuyện đó. Chúng ta phải nhớ rất rõ tại sao lúc mà Bồ Tát lại nhớ về lúc 7 tuổi của mình và ngồi, Ngài ngồi rất là vô tư như vậy. Và các ba la mật nó đầy đủ và tâm của Ngài nó ly cách dục, nó hết sức để trong sáng. Và Ngài đắc toàn giác thì chúng ta thấy rõ được cái thánh đó mới là thánh chánh định. Nếu mà những cái kia nó là thánh chánh định thì Ngài đâu có cần gì phải quay lại, nhấn lại tuổi thơ để mà phát triển nó làm chi. Vì Ngài đã đắc tới phi vi tưởng xứ lần mà nó thuần thục vô cùng tận. Và Ngài vào cái tứ thiền đó, Ngài ra khỏi tứ thiền thì tính định nó phải tốt đẹp hơn chứ, đúng không? Mà tại sao Ngài lại nhớ về cái thơ của mình? Chỗ đó mới là ly dục hoàn toàn. Và tâm của nó không có một cái ý niệm nào về ngã, không có cái ý niệm nào về về đề mục chú tâm vào cả. Và chính cái đó Ngài đã tự thắng tất cả mọi phiền não lậu hoặc. Và Ngài dạy cho chúng ta thắng phiền não trong cái bài kệ này là tự thắng đẹp hơn. Là sao vậy? Thắng ở đây tức là không phải là đánh lộn hay là làm cái gì đó để diệt trừ phiền não, mà chỉ nhận biết phiền não chỉ là phiền não, tham chỉ là tham, sân chỉ là sân, nó không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Phiền não nó được có thức ăn là do bởi có cái tôi ảo tưởng. Và khi nhận biết được tham chỉ là một thực tại, giống như bao nhiêu thực tại khác, nó cũng sanh và diệt. Cái thấy cũng sanh và diệt, cái nghe cũng sanh và diệt, cảm thọ cũng sanh và diệt, cái tâm tử nó cũng sanh và diệt, cũng chỉ là một khoảnh khắc và cũng chỉ do duyên mà thôi. Không có cái pháp nào tốt đẹp hơn pháp nào, mà mỗi một pháp nó đã có cái tự tánh của nó là như vậy rồi. Không có ai thay đổi được cái trạng thái của tham, và chỉ nhận biết nó, thấy được nó, rõ được nó. Và khi thấy được rõ thì bản thân của trí tuệ là xả ly, là không có tiến tới, không có bồi đắp cho nó nữa, không có bồi đắp cái thức ăn nào cho nó nữa cả. Vì thấy rõ nó là vô thường, nếu mà tạo tiếp khoảnh khắc lên nữa thì nó lại là vô thường, mà chấp nó thì là khổ thôi. Chứ đâu có phải là tạo tiếp lên nó rồi là nó thường được đâu. Do đó mà tự thắng tốt đẹp hơn là chính là chánh niệm tỉnh giác.
Và trong đời sống hàng ngày rất đỗi bình thường mà chúng ta không có nhớ về, không có biết về cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, thì chúng ta cũng không biết tham ở đâu, không biết sân ở đâu, không biết si ở đâu. Và chúng ta đòi tìm một phương pháp nào đó, thì xin thưa rằng con đường đó là con đường của Trầm Luân, không phải là con đường của Đức Phật dạy. Pháp đó luôn luôn là phải hiện khởi ở ngay đó. Cái pháp đó nó phải hiện khởi ở ngay đó và nó diệt mất. Chính vì vậy nó rất khó để tiếp cận với nó. Đa phần là chúng ta tiếp cận với những cái gì? Với những cái ý niệm về tôi ta thôi. Là tôi phải đi đây đó để hành cái này, hành cái kia. Có người người ta đi qua Thái để tìm pháp, có người ta đi qua Miến để tìm pháp, có người thì người ta phải đi đến cái vị thầy này, vị thầy kia, pháp môn này, pháp môn kia để tìm pháp. Nhưng mà pháp thì nó vẫn là pháp, đi theo cái đường lối tự nhiên của chúng mà. Cái thấy thì nó không có thuộc tôn giáo người Mỹ, người Âu gì cả. Cái nghe cũng vậy, cảm thọ cũng vậy. Nó chẳng thuộc tôn giáo nào, mà nó cũng chẳng cần ai biết nó cả. Mà chỉ có duyên cho chánh niệm tỉnh giác mới biết được nó thôi. Mà duyên của chánh niệm tỉnh giác là gì? Là nghe chánh pháp từ nơi bậc giác ngộ đã tích lũy từ vô lượng kiếp mà ngài mới giác ngộ được cái pháp sâu kín này. Mặc dầu chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là đếm, là đụng đó, được nói về nó đã là khó rồi. Nhưng mà đừng nghĩ rằng ôi cái này tôi biết rồi, ai cũng biết hết đó, con chó, con mèo, trẻ em nó cũng biết lắm, biết lạnh hết đó. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Nó còn phải được đi sâu vào nó để thấy thực tướng của nó là vô thường, khổ, vô ngã nữa. Rất là khó. Đó mới gọi là tự thắng tốt đẹp hơn. Và chúng ta đi đến đâu mà chúng ta để ý nè, ôi cái việc này đẹp trai quá, cái tâm nó khởi lên, mà chúng ta quên để ý đó là chúng ta đã quên mất một pháp rồi đó. Nó đã hình thành nên khái niệm rồi đó. Và nó đã hình thành nên cái dòng dính mắc là không biết bao giờ mà gỡ ra được nữa. Ở đây là hơn chiến thắng người khác. Thì chúng ta biết nè, khi mình chiến thắng phiền não rồi thì sao? Tâm của mình tịch tịnh và không có bị nghiệp và không có lão hại bất cứ ai, và tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, sự kham nhẫn, sự chân thật sanh khởi. Và chúng ta có được những cái thánh sản bảo vệ tâm của chúng ta không có bị phiền não chi phối. Và tất cả những cái chiến trường ngoài kia đau khổ như thế nào thì nó cũng từ đây mà ra thôi. Cái nguồn gốc nó bắt từ đây mà bắt ra. Thường thì người ta phải chiến thắng ở bên, nhưng mà kẻ thù của chúng ta mới thật sự ở bên trong, chính là vô minh về những cái thứ này. Khi nào người nào mà khéo điều phục ở đây, tức là khéo thấy rõ, có chánh niệm tỉnh giác, thường sống tự chế ngự, là bảo vệ các cái căn môn của mình, sự tỉnh thức, thì đó là chiến thắng tốt đẹp nhất. Và thời pháp cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh lên, con kính dâng đến tất cả chư thăng và kính chi phước này đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Xuất Sanh, Ngạ Quỷ, Thiên Nhân, A-tu-la, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm nhiễu ngộ được Niết Bàn. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, được chứng đắc đạo quả trong diệu pháp vô cùng cao thượng của Đức Thế Tôn. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Sa Thu Lành Thai. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã chiết giảng từ dựng, thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 104.
Cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ, chúng con nguyện cố gắng hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tử sanh luân hồi. Sau đây chúng con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho đạo tràng, vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung, con kính dâng mít đến sư. Bhavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa bhutanu pavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa dhammanu pavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa sanghanu pavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh nói thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ không biết sư trình bày diệu pháp như vậy các cô các chú chư đại đức tăng, không biết quý vị sư cũng không biết sao. Dạ bây giờ sư xuống mít. Dạ. Sa thu lành thai, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Sư giảng pháp rất là rõ ràng, chúng con cũng thu thập được nhiều lợi lạc trong cuộc sống hàng ngày, để thân tâm chúng con được thêm tiến hóa, để được mau giải thoát. Chúng con thành kính tri ân Sư Tuệ Nhẫn. Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức đã từ bi quan lâm đến đạo tràng, chứng minh cho lớp học được thêm phần phước báo. Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý Ngài. Chúng con thành kính chúc quý Ngài thân tâm luôn an lạc, an vui trong đời sống phàm hạnh và đạo quả sớm viên thành. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ. Kính cảm ơn quý đạo hữu, anh chị em đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính chúc tất cả quý vị hiện diện trong đạo tràng luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính mời toàn thể đạo tràng lắng tâm thanh tịnh để hồi phước báo mà chúng ta đã tạo được ngày hôm nay, đến với chư thiên, các vị ân nhân, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân bằng quyến thuộc đã quá giảng hoặc còn hiện tiền, luôn được an vui và sớm được đoạn trừ phiền não khổ đau. Sau đây Rạng Đông xin đọc bài hồi hướng phước đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Thánh dương thần lực có nhiều, đồng sinh quang hỷ phước điều chúng. Con trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầm vô sanh. Phước lành con đã tạo.